Chào mọi người ạ. Mình là Khánh Huyền ở nhóm 2 thì hôm nay mình làm trợ giảng luôn cho nhóm 3. Mình điểm danh nhá. Mọi người thấy màn hình của mình chưa ạ? Có ai thấy màn hình của mình không ạ? Bạn Phong có thấy màn hình của mình không ạ? Ok. Thế thì mình Bùi Xuân An ạ. Có Anh làm bài tập chưa ạ? chưa Chưa đúng không? Anh nộp muộn cho em nhá. vâng Thế anh nộp thì em sẽ đánh, còn không nộp thì em Đỗ Phạm Hồ Phong ạ. Không có. Nguyễn Công Hiếu ạ. có Làm bài tập chưa ạ? chưa. Vâng, thế bạn nộp muộn cho mình nhá. Nguyễn Duy Phương ạ. Alo bạn ơi, Phạm Hồ Có. Bạn là ai ạ? là Phong, Phong, số 2. Ok. Nguyễn Ngọc Anh ạ. Trần Thị Thanh Hiền ạ. Có. Wow. Trương Quang Minh. Không có. Dương Đình Quý ạ. Có. Hoàng Thạch Tú. À, Trương Quang Minh hình như vào đâu rồi. Hoàng Thạch Tú. Dương Ngọc Quang Anh Em có ạ. Bạn là ai ạ? em Tú Okay. Dương Ngọc Quang Anh. Không có. Ok, nhóm 3 nhá. Trọng Nghĩa. dạ có Mạnh Hiệp. Không có. Vũ Dũng ạ. Không có. Thanh Vi. Dạ có ạ. Thiệu Lân ạ. Giờ em có gì? Việt Bách. Có. Vâng, Hữu Tiến ạ. Không. Quang Trường. Dạ có. Minh Mẫn Dạ có. ạ. Hoàng Phú. Có. Trung Anh. Thành Lợi ạ. Quốc Cường. Có. Vâng. Quang Minh ạ. Không có. Vâng, thế thôi mình điểm danh xong rồi đấy ạ. Thì nhóm 2 ơi, các bạn làm bài tập hết xong rồi Đúng nộp lại dạ. không? Mình có sao đây này. Ai ạ? Mình chung anh. Để Phần cuối chung anh, số 12. hay là có đúng không? Vâng. Thì nhóm hai các bạn về chạy nộp code cho mình nhá, nộp bài tập cho mình nhá. Thì các bạn nộp luôn cái drive mà có bài tập của từng tuần á, chứ đừng có nộp nộp mỗi cái bài tập của tuần một. Thì các bạn chỉ cần nộp một link drive thôi, thì các bài tập của tuần sau thì mình chỉ cần vào cái link đấy để xem á. Thì những bạn mà nộp rồi thì nộp lại cho mình nhá, còn những bạn nào chưa nộp thì nộp luôn, thì mình sẽ ghi ở đây là nộp muộn, còn nếu mà không làm thì mình sẽ ghi là không làm, thì ba cái điểm nó sẽ khác nhau, thì nếu mà hoàn thành thì mình cho 10, nộp muộn thì cho 8, không làm thì sẽ cho 5 điểm nhá, thì sẽ tính vào điểm này, thì cứ nộp cho mình nhá, thì mình sẽ đến làm muộn. Ok, xong rồi. Thì lần trước mình dạy thì mình chưa làm bài lab 1 với làm 02, thì mình chỉ cho các bạn review lại Python thôi. Thì Python mình review lại các basics của Python, Matplotlib, NumPy và lại Pandas. Thì các bạn nếu mà các bạn chạy hết rồi thì hôm nay mình nói tiếp nhé. Pandas, mình nghĩ là các bạn sẽ cần phải chạy Pandas, bởi vì là trong cái khóa này những cái data mà mình dùng thì mình phải gọi từ pandas lên thì mình mới có thể dùng được cái data đấy.
giả sử như là mình vào một cái bài lab của Pandas mà mình đã gửi cho các bạn nhé, là cái bộ dataset về song về artist, đúng rồi, thì ở đây có thông tin của các thứ của từng nghệ sĩ và bài hát của người ta, thì mình phải làm sao để mình import được cái dataset này vào cái Python để mình chạy. Thì mình dùng thư viện Pandas ở trong Python. Đầu tiên là mình có file CSV, thì cái Pandas này có thể đọc dữ liệu ở hai dạng là CSV hoặc là XLSX, cái này là Excel, file này là file Excel, thì mình có thể đọc được dữ liệu ở hai cái dạng đấy. Thì mình đọc bằng cách là chỉ cần nói pandas.read là được, read CSV này hoặc là read Excel vào. Thì sau khi mà đọc xong á, thì mình sẽ có một cái dữ liệu và các bạn có thể thấy là nó hiển thị dữ liệu ở đây. Thì sau khi mình có cái dữ liệu này rồi, thì mình mới bắt đầu tiến hành các bước như là xử lý dữ liệu này, rồi đưa vào model các thứ. Thì các bạn nhớ để chạy các bài lab này nhé. Thì các bài lab này rất là quan trọng á. Ok, xong phần bài tập về nhà nhé. Nhớ nộp bài cho mình nhé. Tiếp theo là đến cái phần mà hôm nay mình học. Thì tổng quan về hôm nay mình học thì mình học qua những cái mô hình cơ bản về regression. Thì có ba, ai tắt mic hộ mình nhá. Có ba dạng regression mà mình đã học ở trong hôm nay. Đầu tiên là phần linear regression, thì dữ liệu output của mình sẽ được biểu diễn bằng một cái đường thẳng trên cái input, nghĩa là y chính là cái output và x là cái input. Thì y có dạng là một cái đường thẳng theo cái biến là x như này. Thì mình có thể biểu diễn y theo x bằng một cái đường thẳng. Ngoài ra, dữ liệu thực tế thì nó không chỉ là mỗi cái đường thẳng, đúng không? Thì nó còn có thể là dạng lũy thừa, dạng đa thức như là y bằng ax bình cộng bx cộng c. Thì mình phải biểu diễn bởi một cái là polynomial regression. Thì ở đây mình biểu diễn bậc 2. Nhưng mà trong thực tế thì các bạn có thể biểu diễn bậc 3, bậc 4 hoặc bậc 100 cũng được. Thì cái việc mà chọn cái bậc đấy á, thì đấy chính là một cái việc mà các bạn cần phải chọn. Tức là dựa vào một cái data thực tế thì các bạn không thể nào là biết là bậc nào thì phù hợp với data của mình được. Nên là cái việc mà chọn xem là bậc nào thì nó phù hợp với data chính là cái công việc mà các bạn cần làm ở trong thực tế. Tiếp theo, cái mô hình cuối cùng chính là cái mô hình multivariate regression. Thì ở trên thì mình chỉ nói đến một cái biến là biến x thôi. Giả sử như là giá nhà nó chỉ phụ thuộc vào cái độ, gọi là gì ta, cái diện tích của nhà thôi. Thì nó không đủ, đúng không? Giá nhà còn phụ thuộc vào vị trí của nhà đấy, hoặc là số tầng các thứ, chứ không thể nào phụ thuộc vào mỗi cái diện tích của nhà được. Thì bởi thế nên là cái y này nó có thể biểu diễn dưới dạng của rất là nhiều biến, như là biến x1 này, x2, x3, xn, x4 đến xn luôn. Thì khi đấy thì nó không còn là nằm ở trên một mặt phẳng hai chiều nữa, mà nó có thể nằm ở trên một mặt phẳng 3, 4, 5, 6 chiều, thậm chí là 100 chiều luôn. Thì các bạn có thể thấy là mình đang vẽ data của mình sẽ phụ thuộc vào hai biến là biến x1 và biến x2. Thì đây là 3 chiều, nhưng mà trong thực tế thì nó có thể nhiều chiều hơn. Thì đây chính là ba dạng regression cơ bản nhất mà các bạn được học. Thì ở trong bài lab cũng có bạn về ba cái dạng này luôn. À, trong bài lab chỉ có dạng linear với polynomial thôi. Thì mình sẽ cho các bạn thực hành thêm cái multivariate nữa. Vì mình nghĩ là trong thực tế các bạn phải làm cái mô hình multivariate đó, chứ không thể nào chỉ phụ thuộc vào mỗi một cái biến x này như được. Tiếp theo các bạn được học về các hàm loss ở trong regression. Thì chủ yếu trong regression mình sẽ giống như là các bạn đang tưởng tượng là mình muốn dự đoán cái giá của một ngôi nhà, đúng không? Thì cái hàm loss mà mình dùng chính là cái giá nhà mà mình dự đoán so với cái giá nhà thực tế. Mình muốn hai cái giá nhà đấy nó gần nhất với nhau có thể. Tức là nếu mà các bạn làm phép trừ bình thường thôi thì nó có thể âm hoặc là dương. Thì kiểu trừ hai cái, một cái lớn hơn một cái nhỏ hơn, thì các bạn cũng có thể cái loss đấy bị âm, cái loss đấy bị dương. Thì người ta thường sẽ lấy cái bình phương của cái hiệu của hai cái hiệu của cái predict mà mình predict được với lại cái thực tế, xong rồi người ta tổng trên tất cả những cái data point. Thì đấy là cái loss MSE mà anh Hiếu đã nhắc đến. Và nhiệm vụ của chúng ta là phải đi minimize cái hàm loss này. Thì với những cái dạng mà regression bình thường như này á, thì dựa vào thì mình có thể viết ra được một cái
nghiệm đúng cho cái hàm loss này luôn. Tức là mình, các bạn có nhớ hồi trước mình học ở cấp 3, muốn mà tối ưu một cái hàm, muốn đi minimize một cái hàm thì các bạn chỉ cần lấy đạo hàm, xong rồi cho cái đạo hàm đấy bằng không là được. Thì với cái dạng regression này, các bạn chỉ cần lấy đạo hàm rồi cho cái đạo hàm đấy bằng không là các bạn có thể lại tìm được nghiệm đúng của hàm luôn. Và những cái thuật toán regression trong sklearn implement đó, thì người ta lấy luôn cái nghiệm đúng đấy để làm để cho ra kết quả mà các bạn dùng. Nhưng mà thực tế thì cái hàm nó phức tạp hơn nhiều, và các bạn không thể nào chỉ cần đạo hàm và lấy bằng không là có thể tìm ra được một cái nghiệm chính xác đó. Nên là mình phải dùng những cái nghiệm xấp xỉ của cái hàm đấy, tức là không không thể nào có thể tìm được nghiệm nghiệm gọi là nghiệm tối ưu cục bộ được, mà các bạn chỉ có thể đi đi xấp xỉ được cái nghiệm cho nó gần cho cái đấy là nó minimize thôi. Thì những cái thuật toán mà đi xấp xỉ cái nghiệm này chính là cái thuật toán gradient mà lần sau thì mình sẽ được học. Ok, sau khi mình có hàm loss rồi thì mình sẽ đến cái phần evaluation cái model của mình, đúng không? Tức là mình muốn cái hàm loss đấy nó bé nhất có thể, tức là muốn cái model của mình predict sao cho cái giá nhà nó gần với cái giá nhà thực tế nhất có thể. Thì trong thực tế thì các bạn không thể nào biết là cái bộ cái giá nhà mà các bạn sắp được dự đoán là như nào được. Thì bởi thế nên là khi mà cái data mà người ta đã cho thì các bạn phải chia ra hai tập là tập train và tập test, để các bạn sau khi các bạn train ở trên tập train xong, các bạn có thể test được là cái model của mình nó có tốt ở trên tập test được hay không. Vì trong thực tế các bạn không có cái bộ test đấy đó. Tức là các bạn chỉ có model và các bạn đưa cái model đấy cho khách hàng thôi. Thì các bạn không thể nào biết được tập test là tập gì cả. Nên khi mà trong tập train khi mà data các bạn lấy về á, thì các bạn phải chia ra hai tập là tập train và tập test. Và tập test đấy các bạn phải để ra xa, các bạn không được làm gì trên tập test đấy, và các bạn chỉ được train trên tập train thôi. Sau khi đấy các bạn sẽ evaluate trên cái tập test. Thì ví dụ một cái ví dụ mà các bạn thường thấy là các bạn có biết trang Kaggle không? Thì cái trang Kaggle người ta sẽ chỉ cho mình cái tập train thôi, và mình sẽ chỉ có thể training cái model dựa trên cái tập train đấy. Và đến khi mà mình submit cái model đấy lên cái trang chủ Kaggle thì người ta sẽ dùng cái tập test người ta sẽ để private và người ta sẽ evaluate trên cái tập test đấy. Thì làm sao mình biết cái tập test đấy được không? Được, đúng không? Nên là khi mà cái data người ta cho về thì mình sẽ tự động phải chia ra hai tập là tập train và tập test. Ngoài ra thì anh Hiếu có nhắc đến một tập là tập validation nữa, và các bạn cũng thắc mắc về cái tập này. Thì như mình nói ở trên đó, cái mô hình của mình giả sử như mô hình linear regression này đi, thì y bằng ax cộng b. Mình không biết a là gì, b là gì, đúng không? Thì mô hình của mình cần học a với b là gì. Thì a với b được gọi là tham số, là parameter. Thì nó còn một dạng parameter nữa, nó được gọi là hyper parameter, nó là siêu tham số. Thì cái siêu tham số này có nghĩa là ở trong cái, mình ví dụ nhé, ở trong cái polynomial regression này, các bạn không biết là cái data của mình nó là có dạng lũy thừa bậc 2 hay bậc 3 hay bậc 100 nó mới tốt, đúng không? Thì cái bậc đấy chính là cái hyper parameter mà các bạn phải lựa chọn ngay từ ban đầu. Các bạn phải đưa vào model ngay từ ban đầu là các bạn sẽ chọn là model của các bạn bậc 2. Thì sau khi các bạn chọn xong thì các bạn sẽ training với model đấy. Nhưng mà các bạn training xong, các bạn có biết là cái model bậc 2 tốt hay là bậc 3 tốt, đúng không? Làm sao biết là bậc 2 hay bậc 3 tốt hơn? Tập test mình cũng không có, đúng không? Thì làm sao mình biết được? Nên là từ cái tập train này, giả sử tập train nó chiếm 80% đi, thì các bạn sẽ lấy 10% của tập train ra để các bạn coi cái tập 10% đấy như là cái tập test, để các bạn test test xem là với bậc 2 hay là bậc 3 tốt. Thì cái đấy được gọi là tập validation, và cái bậc 2 hay bậc 3 đấy chính là cái hyper parameter mà các bạn phải chọn. Thì trong thực tế thì các bạn sẽ có những cái công cụ giúp các bạn chọn tốt hơn, tức là các bạn không 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 cần phải thủ công là thì cái phải chọn ra bậc 2, bậc 3 các thứ đâu, mà sẽ có một cái hàm sẽ có một cái thư viện để cho các bạn tuning cái hyper parameter này, và các bạn chỉ cần chọn nó lựa các bạn chỉ cần list ra một
cái list hyperparameter mà các bạn muốn tool thôi. Thì xong rồi cái thư viện đấy người ta sẽ chạy hết tất cả các hyperparameter đấy và người ta chọn ra được cái hyperparameter nào tốt nhất và người ta sẽ đưa ra kết quả cho bạn. Thì đấy chính là cái cách lý giải tập validation mà anh Hiếu đã nói. Ngoài ra thì sau khi evaluation trên tập train và tập test xong thì mình cũng có hai nhận xét về cái model của mình. Đầu tiên là nhận xét về model under, có nghĩa là trên cả tập train và tập test của mình cái loss nó đều nhỏ, và overfitting chính là mình train nó rất tốt trên tập train nhưng mà trên tập test thì nó lại rất là kém. Thì đấy là hiện tượng overfitting. Thì cái lý do của hiện tượng overfitting chính là cái model của mình nó quá phức tạp, nghĩa là giả sử như model của mình nó cho cái ở dạng polynomial đi thì nó là một cái hàm lũy thừa bậc 16 đi, thì mọi người có thể tưởng tượng ra nếu mà lũy thừa bậc 16 là cái đường của mình nó rất là phức tạp á, thì khi đấy thì nó học rất là tốt trên tập train nhưng mà trên tập test của mình thì nó rất là kém, thì như thế là một cái model nó không tốt. Và lý do thứ hai chính là cái train data của mình nó quá nhỏ, tức là nếu mà train data quá nhỏ thì mình chỉ cần học qua vài bước là mình có thể học được hết cái train data luôn, thì khi đấy cái train loss của mình nó rất là tốt. Ở đây mình ghi là nhầm nhé, cái low train loss, mọi người ghi ngược lại cho mình hết nhé. Thì cái train data, train loss của mình nó rất là nhỏ nhưng mà cái test loss thì các data nó mới tin nên là sẽ là high loss, và khi đấy là model của mình sẽ gặp hiện tượng overfitting. Thì đấy chính là bài học của ngày hôm nay. Tiếp theo thì mình sẽ đi vào bài lab nhé. Bạn ơi, file này có được gửi lại sau buổi học? Bạn nhóm 2 mình gửi luôn cái link Notion cho bạn rồi mà. Bạn có biết không đấy? Đây đó. Đây nhá, mình gửi cái link Notion cho bạn rồi. Thì với mỗi bài thì các bạn chỉ cần bấm vào như này nhá. Xong rồi nhìn vào đây nhá. Ok, ở trên này còn có lecture lab, extra lab, homework, các thứ. Các bạn xem ở đây nhá. Ok, giờ mình sẽ đến bài thực hành nhá. Thì hai cái bài thực hành này chính là hai bài thực hành gốc của MyX. Đầu tiên là bài thực hành đầu tiên chính là cái simple linear regression này, chính là cái mà mình nói ở đây là cái dạng 1, là cái dạng y bằng ax cộng b. Người ta sẽ định nghĩa ra x thì nó sẽ có 20 cái x, tức là x của mình có 20 cái data đấy, và y nó sẽ là một cái hàm theo x thôi, có dạng là ax cộng b. Và ở đây model của mình sẽ dùng model linear regression. Thì ở đây các bạn không cần phải viết lại cái hàm linear regression đâu, mà các bạn sẽ dùng cái hàm có sẵn ở trong thư viện sklearn. Ở đây thì mình nói rồi, ở trong cái môn ML này á, thì chúng ta sẽ thực hành chủ yếu với thư viện sklearn, bởi vì là các bạn không, nếu mà các bạn viết lại luôn cái hàm á, viết lại luôn cái hàm linear regression này á, thì các bạn phải làm một bài toán tối ưu và các bạn phải tìm ra được cái nghiệm của cái mô hình linear regression này, thì các bạn mới implement được cái nghiệm đấy. Nhưng mà như thế thì nó rất là phức tạp. Và trong cái thư viện này thì người ta đã viết ra được cái nghiệm có sẵn rồi, các bạn chỉ cần dùng luôn cái hàm này nhé. Và model của mình sẽ khởi tạo cái model là từ cái linear regression của thư viện sklearn. Sau đấy thì mình sẽ fit model.fit, là tức là model.training đấy. Mình sẽ để dữ liệu đầu vào chính là cái x này thôi, và dữ liệu đầu ra là cái y, đúng không? Thì sau khi chạy xong cái bước này á, sau khi các bạn trả xong được cái bước này, thì mình chạy lại từ đầu nhé. Chạy rồi đó. Sau khi các bạn chạy xong được cái bước này, thì model của các bạn đã học được xong rồi, đã học được xong, học ra được a với b rồi. Tức là giả sử y bằng a x cộng b, đúng không? Thì sau khi model chấm fit x với y rồi, thì người ta sẽ ra được a với b là bằng bao nhiêu rồi. Ok, sau khi chạy cái đấy xong nhá, mình sẽ chạy những cái còn lại. Sau khi có a với b rồi, thì mình muốn predict một cái y từ một cái x mới. Thì cái x mới mình sẽ lấy nó nằm trong cái khoảng này.
và y chỉ là predict cái x này thôi. Và ở dưới này là cái hàm hàm plot để mình plot cái nghiệm lên thôi nhé. Ok. Rồi các bạn có thể nhìn thấy này, thì cái x này các bạn nghe có nghe thấy tiếng quạt không? Không. Không đúng không? Ok. Ok nhá. Thì mình sẽ predict cái này ra. Đầu tiên mình các bạn có thể nhìn thấy ở cái hình này, mình sẽ scatter cái x với cái y này. X với những cái điểm chấm 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 này á chính là cái dữ liệu gốc của mình, thì mình sẽ plot cái dữ liệu gốc đấy bằng cái scatter. Thì các bạn biết biết cái plot bằng scatter rồi đúng không ạ? Tức là mỗi cái chấm này mình giống đến x giống đến y thôi, thì sẽ ra được cái những cái điểm x y này. Tiếp theo mình sẽ plot cái x mu với y mu. Thì cái x mu với y mu này vì sao nó lại là một cái đường thẳng? Các bạn nào nói cho mình được biết vì sao nó là đường thẳng không ạ? Đây này, ax chấm plot x mu y mu thì nó sẽ ra được cái đường thẳng này. Vì sao không ạ? Các bạn có biết vì sao nó ra đường thẳng này không ạ? Phạm Phong, anh Phong nói được không ạ? Đúng rồi, vì x mu y mu được sinh ra từ model linear nên nó sẽ có dạng là đường thẳng nhé. Và y nó sẽ là bằng ax cộng b. Thì các bạn có thể thấy là với mô hình linear regression này thì người ta học rất là tốt này. Các bạn có thể thấy là cái những cái này nó rất là nó có dạng rất là giống cái dạng linear regression này. Ok. Và sau khi các bạn có được cái model này rồi á thì các bạn sẽ đến cái bước thứ hai, chính là cái bước evaluation. Thì muốn evaluation được cái này thì các bạn sẽ dùng khoan đến cái evaluation nhé. Thì các bạn sẽ print ra cái intercept và cái slope. Thì cái intercept này tương ứng với lại là B và slope này tương ứng với lại A nhé. Ok, tương ứng với lại A đúng không? Chạy ở đây kết quả nó hơi khác ở đây á. Thì mình chạy lại từ đầu nhé. Phải ra đúng rồi, phải ra kết quả như này mới là đúng này. Thì slope là A thì nó sẽ là ax cộng b thôi, y bằng ax cộng b nhé. Ok chưa? Đoạn này ok nhé. Và sau khi mà có xong hết thì cái score này mình nói sao đi? Các bạn có thể biết được là a với lại b là người ta xấp xỉ như nào rồi này. Thì a với b trong cái linear regression này á chính là cái nghiệm chính xác luôn, chính là cái true solution mà mình nói luôn á, là người ta sẽ đạo hàm cái hàm MSN này. Và người ta cho cái đạo hàm đấy bằng 0. Sau đấy người ta sẽ tìm ra được cái A với cái B bằng một cái nghiệm chính xác luôn. Và người ta không cần phải đi xấp xỉ. Nhưng mà sau này các bạn sẽ gặp những cái hàm mà nó phức tạp hơn nhiều. Và các bạn không thể lấy đạo hàm và cho nó bằng 0 được. Thì các bạn sẽ phải dùng gradient descent. Thì tuần sau mình sẽ học. Ok. Sau khi mình học được xong cái linear regression này rồi, thì mình sẽ đến cái dạng thứ hai, chính là cái dạng polynomial regression. Chính là cái dạng như là y bằng ax bình cộng bx cộng c, hoặc là y bằng ax mũ 3 cộng bx bình cộng cx cộng b cộng d chẳng hạn. Nó sẽ có dạng bậc 2, bậc 3 hoặc bậc 100 cũng được. Thì làm sao để mình có thể truyền được những cái dữ liệu bậc 1, làm sao để mình có thể truyền được cái dữ liệu x mũ 3, x bình x với lại là đấy vào model được? Thì trong thư viện Sklearn cũng có luôn một cái hàm để giúp đỡ các bạn làm việc đấy. Thì đầu tiên nhá, mình sẽ bổ nhỏ cái notebook này ra. Ok, bổ nhỏ cái notebook này ra nhá. Các bạn có x với y như này rồi này. X với y thì cũng như trên thôi. Nó sẽ là x thì người ta sẽ lấy random trong khoảng từ 0 đến 1 và lấy 20 số. Thì các bạn có thể nhìn thấy random trong khoảng từ 0 đến 1 mà 20 số thôi. Thì nó sẽ có dạng như này. Thì ban đầu nếu mà mình chỉ làm x với y như này thôi á, có một lưu ý cho các bạn là giả sử mà mình chỉ ghi x có dạng như này thôi, nếu mà mình truyền luôn như này vào thì cái
thư viện của mình nó sẽ không học được, mà thư viện của mình nó sẽ học được khi mà x được chuyển về cái dạng như này. Thì sau khi mà x được chuyển về cái dạng như này á, đây nhá, giả sử x ban đầu nó có dạng như này đúng không? Thế mình để như này các bạn nhìn được thấy x có dạng như này thì đối xứng với cái dạng trong, giả sử các bạn tưởng tượng đây là một cái array đi, thì cái array này nó sẽ có dạng là 1/20 nhá. Thì mình phải transform cái x bằng cái dạng này cơ. Thì sau khi mình transform được cái dạng x được cái dạng này á, thì x của mình sẽ có dạng là 20/1. Và cái điều này mình đã lưu ý với các bạn ở trong bài học buổi 1 rồi. Thì khi mà mình truyền data vào một cái model á, thì mình phải truyền data dưới dạng là n với m. Trong đấy n là số dữ liệu đúng không? Số data point mà mình có. Số data point mình có, và m chính là số feature mà mình có. Thì trong này các bạn có thể thấy là x của mình chỉ có một feature duy nhất thôi, và có 20 cái x mà mình cần predict. Thì mình phải đưa vào model dạng là 20/1 thì model mới có thể học được đúng không? Nhưng mà cái x ban đầu của mình là có dạng là 1/20, nên là mình phải viết x theo cái dạng như này. Thì đây là một cách viết thôi, các bạn có thể học theo cách này. Đây là một cách viết nhé. Thì cách viết thứ hai thì các bạn có thể viết là như này nhé. Viết, mình nhớ là reset thôi. Các bạn viết luôn cách này đi. Nói chung là có nhiều cách để chuyển cái dạng 1/20 để cái dạng 20/1 á. Ok, sau khi đã có x rồi thì mình cũng phải chuyển cái dạng y luôn. Y nó cũng phải có cái dạng là 20/1 đó, thì mình mới có thể predict được. Ok nhá. Các bạn ok đoạn x với y khi mà chuyển vào model chưa? Chứ nếu mà các bạn để luôn x với y vào model là nó không chạy đâu. Nó không chạy thì các bạn lại tưởng mình bị lỗi. Nhưng mà các bạn phải chuyển nó về cái dạng như này thì mới đúng. Và trong cái pandas á, thì nó cũng có cái dạng là m n nhân n với m như này luôn. Thì mình mở luôn một cái pandas cho các bạn nhìn nhá. Đây, giả sử cái pandas mà các bạn truyền vào nó có dạng như này đúng không? Thì cái y này, cái pandas y này nó sẽ có chiều là, có bạn nào nói cho mình được không? Đây là có 8 người này và 3 8 người và 3 cái feature. Thì cái y này nó sẽ có dạng là shape là bao nhiêu? Bao nhiêu? Đúng rồi, 8 × 3. Thì khi mà vào model thì mình cũng chuyển cái dạng 8 × 3 vào model luôn. Ok nhá. Y nó sẽ có dạng là 8 × 3 nhá. 8.3. Ok, xong. Tiếp này. Ok. Thì làm sao để mình có thể quay trở lại với câu hỏi ở trên, làm sao để mình có thể tạo ra được các feature x bình với x mũ 3 đúng không? Thì ở trong thư viện Sklearn sẽ có một cái hàm polynomial feature này cho mình. Thì cái hàm này hoạt động như nào? Các bạn sẽ truyền vào cái degree mà các bạn muốn, tức là cái bậc cao nhất mà các bạn muốn có, tức là các bạn muốn biểu diễn nó dưới dạng hàm bậc 3 thì các bạn sẽ truyền vào bậc 3, muốn biểu diễn nó dưới hàm 100 thì các bạn sẽ truyền vào đây là 100 nhé. Đây, sau khi mà khởi tạo cái hàm này xong thì các bạn sẽ fit transform vào cái x này. Thì cái fit transform này nó sẽ khác với cái fit một chỗ là, nói chung cái đấy mình sẽ nói sau đi. Thì các bạn muốn tạo ra những cái bậc 3, bậc 2, bậc 1 cho cái x thì các bạn sẽ chấm fit transform cái x nhé. Thì mình sẽ in cái x poly này ra cho các bạn nhìn. Thì do mình chưa chạy lại cái này. Nói chung là nếu mà chạy như này thì sai nhé, và các bạn phải chạy như này thì mới đúng nhé. Ok, đây là mình chỉ ghi ra cho các bạn hiểu thôi. Xong rồi giờ mình sẽ comment lại. Ok, comment lại rồi nhá. Rồi, x poly. Bây giờ, đố bạn nào biết x poly của mình sẽ có chiều là như nào? Nó sẽ như này, nm. Trong đấy, n là số data point và m là số feature. Thì từ 20/1, tức là nó sẽ ban đầu là 20/1, tức là có 20 data point và 1 feature,
thì giờ người ta sẽ chuyển 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 cái data của mình là sẽ có 20 data point và bao nhiêu feature, có bạn nào biết không ạ? Ê, bạn nào biết thì mình sẽ trừ đi một buổi không làm bài tập của các bạn. Đây các bạn có thể nhìn thấy luôn rồi, mình in ra đây rồi. Mình in ra luôn đó, các bạn chỉ cần nhìn là biết. Đúng rồi, 4, nhóm 3, xin lỗi bạn, mình không cùng nhóm bạn. Nên thôi nhá, nhóm 2 thì sẽ được cộng điểm. 20 với 4 đúng luôn. Thì bây giờ cái số lượng feature của mình nó sẽ là x bình x mũ 3 nhá. Sẽ có feature x mũ 3, sẽ có feature x bình, sẽ có feature x và feature 1 này. Thì cái feature 1 này nó không hẳn là feature mà nó sẽ là kiểu một cái bias đó. Tức là cái các bạn có thể nhìn thấy y bằng ix cộng b sẽ phải có thêm cái bias b này vào, vì không, nếu mà không có bias b á, thì cái đường thẳng của mình nó sẽ xuất phát từ góc tọa độ. Nhưng mà làm gì có cái hàm nào trong thực tế nó xuất phát từ góc tọa độ đúng không? Nên mình phải có một cái intercept này nữa, thì cái b chính là cái intercept trong model của mình. Thì mình phải thêm cái b này vào. Thì các bạn có thể nhìn thấy ở trong mô hình linear regression này đi, thì y bằng ax cộng b thì sẽ có hai feature là feature x với feature 1. Nhưng mà trong mô hình linear regression mà mình vừa đưa cho các bạn trên đó, thì mình chỉ cần truyền vào một feature thôi, vì feature x với feature 1 thì nó cũng như nhau. Tại như này, ý là mình không không cần phải đưa thêm vào. Các bạn có thể thấy feature 1 này, được feature đầu tiên nó đều bằng 1 này. Các bạn có thể thấy không? Các bạn thấy ở đây đúng không? Đây, feature đầu tiên đều bằng 1. Nhưng feature 3 feature còn lại chính là 3 feature x bình và x mũ 3 nhé. Còn ở trên cái linear regression này á, các bạn không cần phải truyền vào feature x với feature 1 đâu. Tại vì nếu mà truyền vào feature x với feature 1 thì nó cũng vô nghĩa. Giả sử mình truyền vào feature x với feature 1 đúng không? Thì nó cũng sẽ, rồi gì nó cũng sẽ học ra a x cộng b thôi. Nên mình không cần phải truyền vào. À, nếu mà ở đây cũng thế. Ở đây nếu mà mình chỉ cần truyền vào x mũ 3, x bình với x cũng được á. Mình không cần phải truyền vào 1 đâu. Nhưng mà cái hàm polynomial feature này á, thì người ta tạo ra luôn cái feature 1 cho mình. Nên mình dùng luôn. Ơ kìa, thế không được. Xin lỗi nhá. Ok, bây giờ các bạn hiểu cái polynomial feature này rồi đúng không? Thì đây chính là cách tạo ra ba feature x mũ 3, x bình và x châm cho chúng ta. Và có bạn nào hỏi trong tiết lý thuyết đó, thì cách tạo ra chính là cái cách này đây. Thì mình đã tạo ra được x poly có dạng là 20 với 4, tương ứng 20 là số data point và 4 là số feature. Còn y thì cũng có dạng là 20 với 1 thôi, vì mình chỉ cần predict cái y cuối cùng mà, thì cái y cuối cùng nó sẽ chỉ là có một cái feature y thôi á. Ok, model của mình vẫn là dùng cái model linear regression đấy, bởi vì là mình chỉ thay đổi feature thôi mà. Các bạn có thể thấy ở đây mình chỉ thay đổi mỗi cái x bình với x này thôi đúng không? Tức là cái hàm, cái hệ số A với B thì mình vẫn học y chang như cái mô hình linear regression. Nên là mình vẫn dùng cái linear regression cho cái polynomial regression nhé. Và mình sẽ fit cái x poly với cái y thôi. Thì cái y poly predict của mình thì mình sẽ model.predict là được. Và ở đây thì mình sẽ cũng vẽ như ra, cũng là scatter với lại là vẽ cái đường mà mình vừa predict được ra nhé. Thì các bạn có thể thấy là cái data của mình nó giải rác như này. Những cái chấm xanh chính là cái data ban đầu của mình. Và cái đường màu hồng chính là cái đường mà mình học được từ data. Thì giả sử các bạn nhìn vào những cái chấm xanh này đi. Giả sử giờ mình học một cái đường linear regression. Thì nó không thể nào tốt được đúng không? Nó không thể nào xấp xỉ được những cái điểm này. Mà mình phải học một cái hàm bậc 3. Thì các bạn mới có thể thấy là những cái point này nó mới sát được cái đường này được. Ok. Và sau khi mà mình đã học xong được những cái sát này rồi á, cái đường sát với những cái đường ban đầu này rồi, thì mình sẽ đi evaluation cái đường này. Thì mình sẽ evaluation bằng cách nào? Thì ở trong thư viện này nó cũng implement luôn cái hàm mean square error với hàm R2 score. Thì các bạn đã được học hàm mean square error rồi đúng không? Là cái hàm MSE á, là chính là cái hàm này. Nó sẽ là bằng 1 trên 2N, trong đấy N chính là cái số data point.
và mình sẽ lấy tổng tổng cái sự sai khác giữa cái hàm giữa cái y mà mình predict được với cái y thực tế. Mình sẽ lấy bình phương lên và lấy tổng trên tất cả những cái data point rồi chia cho 2n, thì đấy chính là cái MSE của mình. Và mình cần đi minimize cái MSE này đúng không? Vì mình muốn cái y mũ này càng giống cái y càng tốt đó, đúng không? Thì bình phương lên nó cũng phải nhỏ và mình phải đi minimize cái MSE này. Thì nếu các bạn implement cái hàm MSE này thì cũng được vì nó cũng dễ thôi. Nhưng mà trong sklearn thì người ta cũng có sẵn luôn. Thì các bạn chỉ cần truyền vào, ở đây các bạn truyền vào này, mean square error này, truyền vào cái y với cái y poly predict mà mình vừa predict được ở trên thôi. Thì người ta lấy thêm numpy.sqrt này là cái square thôi, tức là mean square root hoặc là root mean square root thì nó cũng là một tức là MSE. Xong rồi người ta căn cái MSE này được gọi là RMSE, thì hai cái hàm đấy nó cũng là hai cái giống nhau thôi. Các bạn thấy như thế là anh Hiếu có list ra những cái loss ở đây. Đây MSE này với root mean square root thì nó là một đúng không? RMSE là nó là căn của MSE. Ok. Thì sau đấy thì người ta sẽ ghi ra print ra cái MSE này, thì MSE của cái model của mình nó là khoảng 3.449 như này nhá. Thì các bạn thì rồi mình sẽ làm thử nhá, làm thử cũng với những cái data này luôn. Nhưng mà mình làm với linear regression mà không dùng cái polynomial nhá. Thì xem cái MSE, RMSE của mình nó sẽ là bằng bao nhiêu nhá. Thì các bạn nghĩ là RMSE này nó sẽ nhỏ hơn hay là lớn hơn cái này? Lớn hơn hay nhỏ hơn ạ? Đâu? Dễ mà. Thế là nhỏ hơn. Càng nhỏ là càng tốt mà. Đúng không? Mình muốn đi minimize cái MSE đúng không? Mình muốn đi minimize cái MSE mà. À thôi, mình mà cái những cái data point này á thì nó đang có dạng là polynomial mà, nên là mình nếu mà mình dùng polynomial thì nó phải tốt chứ. Thì giờ mình chạy luôn cho các bạn xem thì các bạn sẽ biết thôi. Ok, giờ mình sẽ predict nhá. Thì ở đây mình sẽ fit cái model dựa trên cái x thôi, chứ mình không lấy x poly đâu. Thì ở đây model.predict là predict cái y nhá. Ok, xong rồi mình lấy y với y predict được. Thì chắc chắn cái hàm này nó học không tốt. Hàm này, đúng rồi. Hàm này nó học không tốt bằng cái hàm ở trên. Vì hàm này nó chỉ học cái dạng là dạng đường thẳng thôi. Thì này, RMSE của mình nó tận 23 luôn. Dạng đường thẳng thì làm sao tốt so với cái dạng bậc 3 mà mình học nó rất tốt với cái data này được, đúng không? Ai trả lời nhỏ hơn, hiểu chưa? Anh Hoàng Thạch Tú hiểu chưa? Hiểu vì sao khi mà mình dùng linear regression thì nó sẽ ra cái RMSE nhỏ hơn chưa? Alo, ok rồi đúng không? Ok nhá mọi người, ok nhá. Thì đấy chính là lợi ích khi mà mình dùng polynomial đấy. Thì trong thực tế thì các bạn sẽ kiểu như nào? Nói chung là trong thực tế cũng ít khi gặp cái linear regression này. Nhưng mà cái linear regression này chính là cái baseline để mình học những cái model mà nó phức tạp hơn. Thì các bạn cũng vẫn phải biết nhá. Thì đây chỉ là những cái data mà mình lấy dễ hiểu cho các bạn thôi á. Thì đấy chính là cái lab 1 này. Ok, lab 1 xong nhá. Ok, lab 1 xong. Thì mình sẽ đến lab 2. Thì lab 2 nó cũng cơ bản. Tắt ở đâu mà. Ok, xong lab 1. Thì mình đến lab 2. Thì lab 2 cơ bản nó cũng là giống lab 1 thôi. Mình sẽ chạy từ trên xuống dưới lại nhá. Ok, nó đang chạy đấy đó. Đầu tiên thì các bạn sẽ import những cái thư viện các bạn cần dùng vào thôi. Và cái đoạn code này chính là cái đoạn code linear regression mà mình vừa nói. Thì nó cũng tương tự như cái lab 1, thì các bạn có thể xem cái phần linear regression này nhé. Ok, exercise 1 này. Thì cái exercise 1 này chính là cái exercise mà người ta lấy từ cái dữ liệu
dữ liệu này là dữ liệu diabetes thì nó là tiểu đường hay gì đấy. Ok, thì nó là chính là cái dữ liệu ở trong thực tế. Thì đây chính là cái dataset này. Dataset này là dataset của SkillLearn. Và sau khi dataset này mình load cái dataset là diabetes này vào. Ok, thì mình sẽ ra được cái X với cái Y rồi. Cái X thì mình chỉ dùng một feature thôi để mình mô tả cái linear regression này. Mà linear regression này thì chỉ là dùng một feature thôi á. Sau đấy thì mình sẽ chia tập train với tập test này ra. Tập train với tập test là để test đúng không? Tức là mình chỉ train trên tập train thôi. Sau đấy mình test trên tập test. Còn ở trên lab 1 thì người ta train trên tập train và người ta cũng predict trên tập train luôn. Nên là cái lab 1 là để khởi đầu thôi. Nhưng mà trong thực tế thì mình phải chia ra hai tập như này. Thường thì tập train thế nó sẽ chiếm khoảng 80% và tập test thì nó chiếm 20%. Còn tập validation thì ở trong này người ta chưa dùng, tại vì người ta sẽ mặc định luôn là người ta chưa có chia sang siêu tham số nên người ta chưa cần dùng validation. Sau đấy người ta sẽ fit vào cái linear regression thôi. Sau đấy thì người ta predict ra và in các cái coefficient và cái mean square root ra nhé. Ok, thì các bạn có thể thấy ở đây coefficient là chính là cái này á. Coefficient là cái A, còn cái B thì là cái intercept thì người ta không in ra. Mean square root của cái diabetes này thì là khoảng chừng này thì người ta in ra. Thì cái ví dụ này cũng giống như là bài 1 thôi mà, cũng dễ. Thì ở đây người ta chỉ dùng mỗi một cái feature thôi. Các bạn có thể thấy là ở cái hàm này người ta chỉ lấy ra đúng một feature thôi. Vì trong cái linear regression mà mình chỉ có y bằng ax cộng b thôi đúng không? Thì mình chỉ có mỗi feature x thôi mà. Ok, tiếp đến cái thứ hai. Cái này thì nó không liên quan lắm nên các bạn bỏ qua nhé. Đến cái phần polynomial này này thì người ta cũng lấy một cái dữ liệu là dữ liệu này mình chưa đọc, hình như precision salary, chắc là dữ liệu về lương đấy, kiểu thế. Thì người ta ban đầu thì người ta sẽ thì cái dữ liệu lương này do ví dụ polynomial thì các bạn có thể thấy là cái dữ liệu của mình chính là những cái chấm đỏ đúng không? Và giả sử mình học cái hàm linear regression này đi, thì có ai nhận xét cái hàm học này, cái đường màu xanh so với những cái data mà mình cần học ở cái đường mà những cái data màu đỏ này, thì cái hàm này nó có ok không? Không. Không đúng không? Nhìn cái data của mình nó đang có cái dạng khác mà tự nhiên mình chỉ cần học, mình học mỗi một cái đường như này thì nó không ok. Mà nó lại có cái dạng đa thức đúng không? Nó lại có dạng kiểu bình phương á. Nó giống như cái hình như này này, cái hình nón á. À, cũng không phải hình nón mà là hình parabol đấy. Nó đang giống cái hình parabol mà nó dẹt dẹt hơn. Thì ở đây mình sẽ, cũng không phải parabol dẹt hơn mà nó sẽ kiểu dạng, ở đây người ta dùng bậc 4 luôn. Ok, thì ở đây cũng dùng polynomial nhá, mà người ta dùng đến tận bậc 4 nhá. Thì làm cũng tương tự như cái lab 1 là mình nói thôi. Sau khi chạy xong thì người ta vẽ được cái hàm bậc 4 đấy ra. Thì các bạn có thể thấy là học tốt đúng không? Ok, học rất là tốt luôn. Người ta còn học đây nữa này. Người ta thử cái học bậc 4 nhá. Còn ở đây bậc 2 thì ở đây mình nghĩ là bậc 2 tốt hơn. Tại bậc 2 nhìn nó kiểu nó không bị overfitting quá. Nhưng mà đấy là chỉ là đánh giá của mình thôi. Mình phải in ra kết quả xem. Đây là bậc 3 này. Đây là bậc 5. Ok. Ở đây không có cái code in ra kết quả để xem bậc nào mới tốt hơn. Để mình in ra kết quả cho các bạn nhìn xem bậc nào tốt hơn nhé. Mình in ra luôn. Để mình so sánh xem là cái nào tốt hơn. Mình nghĩ là bậc 2 tốt hoặc là bậc 4 tốt. Không. Ở đây người ta predict trên cái X với Y thôi. Chỉ có X với Y thôi. Đây code của người ta fit luôn vào cái X với cái Y, đáng lẽ ở đây sai nhá. Vậy fit luôn vào X train với Y train thì nó mới đúng. Đúng không? Vì mình đấy, nhưng mà ở trong bài thì người ta fit luôn vào X với cái Y, tức là cái phần train với phần test này nó vẫn chưa được sử dụng ở trong cái bài này. Ok. Đây thì người ta sẽ chạy rất là nhiều hàm.
Thì các bạn có thể thấy là việc việc chạy nhiều cái hàm này nó rất là tốn công sức đúng không? Các bạn phải thử rất là nhiều lần. Đây, các bạn phải thử với bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc 4, bậc 5 luôn. Xong rồi các bạn in cái score ra thì các bạn mới biết là cái mô hình nào có cái score tốt. Nhưng mà trên thực tế các bạn không cần phải làm tay như thầy đâu. Mà các bạn chỉ cần dùng dùng GridChart ở trong cũng là trong thư viện nó SQL luôn. Thì cái GridChart này là cái gì? Cái này là nó sẽ là một cái bổ trợ cho cái model của mình thôi. Thì giả sử là cái mình sẽ truyền vào cái param của cái model á, giả sử model của linear regression này nhá, cái model này còn có cái hệ số là degree bằng 5 đúng không? Thì mình chỉ cần truyền cái hàm GridChart này vào cái param mà mình cần muốn 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 chạy á, muốn muốn predict á, thì mình chỉ cần truyền ở đây là degree thôi, xong rồi mình list ra những cái degree mà mình muốn là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kiểu thế. Xong rồi người ta sẽ truyền cái param grid này vào cái model GridChart của người ta, rồi người ta sẽ cho mình kết quả là cái degree này cho cái score là nhỏ nhất. Thì trên thực tế thì người ta hay dùng cái này hơn, chứ không không cần phải chạy chạy nhiều lần như này đâu, thì nó rất là mất thời gian. Đây, ví dụ thì ở đây người ta không không ví dụ cho các bạn lắm, nhưng mà các bạn có thể thấy ở đây thấy cũng không không rõ lắm đâu. Nói chung là trên thực tế người ta sẽ dùng GridChart, hoặc là những cái bài sau thì mình sẽ đưa 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 những cái ví dụ cho các bạn nhé. Còn ví dụ trong bài này người ta chưa đưa ví dụ. Ok, đấy chính là polynomial thôi, mình nhắc lại cái lab một thôi. Và exercise chắc là người ta cũng cũng lấy một cái dataset thực tế là cái Blue Gills này. Nó có dạng là nó có hai cái trường là cái trường H với trường Lang thôi. Ok, và người ta sẽ cũng là dùng polynomial không? Ở đây người ta không dùng polynomial à? À có. Thì cái data của mình nó sẽ dạng như này. Nhưng mà người ta học như này thì không đúng. Thì người ta sẽ học dạng polynomial thôi. Ok nhá. Cái này thì các bạn đọc thêm. Thì chủ yếu là những cái mà mình nói đúng không? Từ cái lab 1 đúng không? Là mình lấy những cái data mà mình tự 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 sin ra bằng tay, là tự sin ra bằng x với y là mình tự sin ra hết này, numpy.random này, thì đấy là mình tự sin data để mình tự học thôi. Còn ở trong cái lab 2 á thì người ta lấy những cái data thực tế và mình practice trên những cái data thực tế, thì các bạn có thể thấy là cái hàm pandas dùng rất nhiều đúng không? Mình phải dùng pandas.readcsv từ một cái file, xong rồi mình phải print ra cái dataset này có dạng là bao nhiêu. Xong rồi từ cái pandas này mình mới lấy dạng, mình mới lấy x với y bằng cách là mình dùng cái numpy để mình lấy cái dataset ở cái dạng pandas. Nên là các bạn về thực hành cái pandas với numpy nhé, để có thể hiểu hiểu được cách người ta lấy dữ liệu, về cách người ta chuyển dữ liệu về cái x với y, xong rồi đưa vào model đúng không? Chỉ cần giờ các bạn mới thấy được ứng dụng của pandas với numpy trong thực tế rồi chưa, trong trong cái việc predict cái model thôi. Trong thực tế thì trong thực tế dùng nhiều lắm, dùng nhiều trong 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 ngành dữ liệu. Còn trong ngành AI thì người ta sẽ cũng dùng pandas với numpy, nhưng mà người ta sẽ có một cái dạng khác hơn là cái torch hoặc là tensorflow, nhưng mà cái đấy là bên AI rồi thì nó không không liên quan đến data science hoặc data analyst lắm. Thì pandas với numpy là rất là quan trọng. Ok, thì người ta cũng cũng practice trên một cái bộ dataset mới thôi. Còn cái phần gradient descent này thì là lần sau mình mới học nhé. Các bạn bỏ qua cái lab này đi. Và cái lab gradient descent này nó cũng hơi khó hiểu, tại vì là trong gradient descent này thì người ta implement lại từ ban đầu của gradient descent luôn. Nhưng mà trong thực tế thì mình không cần implement lại đâu. Mà mình cũng sẽ dùng thư viện luôn. Và dùng thư viện thì dễ hiểu hơn nhiều. Còn đây người ta implement lại thì cho các bạn muốn học nhiều về toán thì có thể nhìn cái code này để có thể hiểu. Ok, đấy chính là những cái lab mà MyX cho. Thì mình đã chạy hết rồi nhá. Nhưng mà trong những cái lab này thì các bạn mới có thể thấy là nó mới có hai cái dạng là linear với lại là polynomial đúng không? Thì còn cái dạng multivariate nữa. Thì cái dạng multivariate nó cũng không khác gì là cái linear mấy.
thay vì không khác gì là cái polynomial đấy, thay vì mình lấy một feature, thay vì mình lấy một feature và mình chuyển nó dưới một feature x và mình tìm cái mình đưa vào model x mũ 3 x bình x với 1 x thôi, thì rồi mình sẽ lấy nhiều feature hơn. Giả sử mình lấy 3 feature đi, 3 feature x1, x2, x3 thôi. Thì đấy chính là multivariate thôi. Các bạn có thể thấy là đây nhá, giả sử cái data không, cái data này thì cũng hơi khó nhìn. Giờ mình sẽ qua đến cái bài extra lab của mình nhá. Thì giờ cái extra lab mình ra bài tập về cho các bạn đó. Chính là x2 extra lab này. Mấy extra lab nhỉ? Để mình xem là tuần này các bạn có bao nhiêu extra lab nhá. Lab đầu tiên là simple linear regression thôi, chính là cái dạng đầu dạng một á. Thì với mỗi cái lab mà mình đưa cho các bạn á, thì người ta sẽ dùng luôn một cái data trong thực tế và người ta sẽ predict dưới cái model linear regression này thôi. Là simple linear regression này. Lab thứ ba là lab polynomial regression, và lab thứ ba đúng không? Lab 2 này chính là cái multivariate regression mà mình nói. Thì trong này chính là cái multivariate đấy. Thì các bạn sẽ đọc thêm cái multivariate này nhá. Thì multivariate nó sẽ hiểu đơn giản là như này thôi. Đây chính là dữ liệu dán nhà mà mình đang nói với các bạn đó. Thì ở trong simple linear regression đó, thì người ta chỉ lấy mỗi cái trường là cái trường square đúng không? Chắc là nó là cái dạng như là nó sẽ lấy cái trường này, thì cái trường này chính là cái trường số mét vuông của nhà đó, là người ta lấy cái trường này thôi, dùng mỗi cái feature này thôi, và cái feature mà người ta dự đoán chính là cái giá nhà, là cái price. Người ta sẽ dùng mỗi cái diện tích nhà và cái giá nhà thôi, nhưng mà trong cái multivariate regression đó thì người ta sẽ lấy nhiều hơn. Người ta vừa lấy cái diện tích nhà này, người ta vừa lấy là có bao nhiêu tầng này, người ta vừa lấy là view nó ở đâu này, rồi basement của nó là bao nhiêu, rồi year mà nó được renovated là bao nhiêu, là năm bao nhiêu, các thứ người ta lấy rất là nhiều feature, xong người ta đưa vào cái model của mình. Và cái người ta cần dự đoán vẫn là cái price, thì cái đấy chính là multivariate. Thì cách đưa vào đơn giản lắm, cách đưa vào nó không không cần phải dùng luôn cái thư viện như polynomial đâu, mà đưa vào thì người ta đưa thẳng cái ma trận n nhân m vào luôn, hiểu không? Thay vì đưa cái ma trận là n nhân 1 thì người ta đưa vào cái ma trận là n nhân m vào luôn, thì model mình vẫn tự học như bình thường. Đây, người ta lấy ba cái feature này này, các bạn có thể thấy người ta lấy ba feature là ở diện tích nhà có bao nhiêu bedroom, có bao nhiêu bathroom đúng không? Thì feature của mình nó sẽ có dạng là n nhân với 3, là 3 là số feature thôi. Xong rồi người ta cũng dùng luôn cái linear regression và người ta fit vào cái những cái feature của mình thôi, và người ta đưa ra được make prediction các thứ. Đây, thì ba cái lab này chính là ba cái dạng regression mà mình cần các bạn làm nhé. Các bạn làm lab 1, lab 2, lab 3 cho mình. Sau khi làm xong thì các bạn cũng up lên cái drive và vào cái folder là homework 2. Xong rồi các bạn gửi cho mình cái folder lớn á, folder lớn mà chứa cả homework 1, homework 2 và homework 3 các thứ. Thì các bạn gửi mình cái folder lớn, xong rồi đặt tên folder là tên của các bạn á. Thì gửi mình cái folder lớn đấy, xong rồi mình check bài tập. Thì mỗi tuần thì các bạn không cần gửi lại cho mình nữa, mình tự động vào check bài tập thôi. Thì các bạn chạy lớp 1, lớp 2, lớp 3 xong nhá. Xong rồi các bạn up lên nhá. Thì nó cũng có sẵn dataset này luôn, các bạn chỉ cần chạy chạy y nguyên như này là ra thôi. Mình chạy hết rồi á, các bạn chỉ cần chạy lại để hiểu thôi á. Thì đây, mỗi cái lệnh thì người ta đều ghi description vào mà. Thì chạy hết xong rồi up lên cho mình để mình biết là các bạn có tải về chạy và up lên, hiểu không? Thì nó đơn giản lắm. Xong rồi chạy xong thì nói với mình nhá. Chạy xong thì để mình chấm điểm. Còn những bạn nào mà chưa làm bài thì cũng cũng gửi luôn cái link draft cho mình. Thì mình sẽ chấm là nộp muộn và được 8 điểm, còn không làm là được 5 điểm thôi nhá. Ok, thế buổi học của mình đến đây là kết thúc rồi, có ai hỏi gì không ạ? Mình sẽ gửi các bài lab lên, à mình như mình tải các bài lab lên rồi đó, các bạn vào đây nhá, ít rồi lắm.
linear regression và thấy ba bài lab đây. Cái bài lab cuối cùng này chính là cái bài lab về regression thôi, nhưng mà nó tổng hợp của cả ba cái luôn. Thì các bạn đọc thêm cái exercise 1 nữa nhé. Thì cái exercise 1 này các bạn có thể nhìn thấy nó sẽ chứa tất cả những cái regression mà mình học luôn, ba dạng regression luôn. Thì các bạn đọc cho mình, nó có một dạng gradient descent nữa, thì phần gradient descent thì các bạn bỏ qua đi. Ok, tính ra nhóm mình chưa có gì luôn. Là sao ạ? À, các bạn về chạy cho mình nhé. À, không có tài liệu gì hết. Thế thì mình sẽ gửi cho các bạn nhóm 3 cái extra lab này nhé. Không, từ buổi sau sẽ có giáo viên dạy là nhóm 3 sẽ được yêu thương lại. Không sao hết. Nãy mình vào muộn nên... nhóm 3 sướng mà nhóm 3 vừa được teacher dạy mà vừa được teacher là mentor luôn. Anh teacher thì siêu giỏi luôn. Nên là nhóm 3 đợi nhá. Đợi tuần sau sẽ được học anh teacher. Nãy Quang Anh. Anh Quang Anh là nhóm nào ạ? Dương đây phải không ạ? Ok, anh Quang Anh làm bài tập xong rồi nộp cho em nhé. Đúng giờ. Ok, mình xong rồi đó. Mình nữa. Nguyễn Ngọc Anh là nhóm nào ạ? Đây, đúng không? Ok. Nguyễn Ngọc Anh. Ok. Lỡ bảo mentor trở lại thì khác gì này. Không, mentor giỏi lắm. Mình biết anh mentor rất là giỏi. Các bạn sẽ được học nghề. Ok nha, chào các bạn. Thế mình xong rồi đó. Hẹn gặp các bạn buổi sau nhé. À, các bạn nhóm 3 thì giờ mình gửi cái này cho các bạn như nào nhỉ? Tại mình không có Zalo các bạn. À đúng rồi, gửi qua đây nhá. Các bạn khoan khoan ao đã, mình gửi luôn bên đây. Đợi xí. Ok. Đây, rồi, các bạn vào lấy đi. Ok, bye bye các bạn. Chào các bạn nhá. Thank you.